Xin chào quý vị các bạn. Đây các bạn thấy là cây đào cái bệnh xì mủ rất hay gặp. Mặc dù ngọn rất là tốt nhưng mà cái bệnh xì mủ rất hay gặp. Cái bệnh này thì người trồng đào quê mình sẽ tiến hành dùng, một là trước khi trồng thì tiến hành bôi các cái nước, bôi nước vôi đặc chung quanh gốc, hoặc là các cái vết cắt của cây đào này, để cho nó chống các cái mầm bệnh hoặc là nấm mốc xâm nhập hoặc gây hại đối với cây đào. Cái thứ hai là các cái vết bị xì mủ thì người trồng đào quê mình cũng tiến hành dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau. Dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau để chúng ta, để như một gói Xizumin pha đặc sẽ quệt hết vào cái vết xì mủ này. Thứ hai là khi dùng thuốc để phun phòng trừ cho cây đào thì cũng mua một gói Xizumin pha được khoảng 2 đến 3 bình. Nếu bệnh nặng thì chúng ta nên pha 2 bình thôi. Thì chúng ta phun hết lên lá và cái thuốc nó cũng bay vào thân cây đào này, thì nó hạn chế cái bệnh này. Thứ ba là có thể dùng Chizodekma để chúng ta tưới quanh cái gốc đào này. Trong lúc lộc lo này thì cứ khoảng 1 tháng một lần. Thì tầm tháng 3 thì thôi chúng ta dừng tưới. Bởi vì lúc đấy là đã vào cái giai đoạn là bấm ngọn để tạo cho nó nhiều rong cho cây đào này. Và trong thời kỳ này thì chúng ta cũng nên dùng rất nhiều các cái loại thuốc khác nhau để bảo vệ cái ngọn đào và lá cây đào này. Bởi vì cái thời kỳ cây đào sinh trưởng phát triển này thì cái độ ẩm rất cao, rất nhiều sâu bệnh hại như là sâu xanh ăn lá, sâu đen nằm ở dưới đất này. Nó cũng buổi chiều tối mát nó mới lên và cắn cái ngọn cây đào này, thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây đào. Hôm nay mình chia sẻ với quý vị các bạn cái kinh nghiệm chữa bệnh xì mủ và một số loại bệnh đối với cây đào của quê mình. Nếu quý vị các bạn có kinh nghiệm hay thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau.